Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh KBiz 24 giờ và ngay bây giờ hãy cùng với anh Ngọc cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Ngày 7 tháng 5, tờ The Bride của Nhật Bản đưa tin cựu thành viên nhóm nhạc A Peace Hwang Do-hwan ngoại tình với người phụ nữ người Nhật dù đã có gia đình. Nam ca sĩ này còn ký giấy đồng ý để người tình hơn mình 18 tuổi phá thai. Thông tin đã thu hút sự đông đảo chú ý của khán giả tại Nhật Bản. Theo bài đăng, Hwang Do-hwan gặp gỡ người tình gọi là A vào mùa hè năm 2015. Khi đó, A đã gần 40 tuổi và làm chủ một cửa hàng ở Roppongi. The Bride cho biết chính nam thần tượng người Hàn đã chủ động theo đuổi A, thuyết phục cô hẹn hò. Hoàng và A hẹn hò khoảng 1 năm rưỡi trước khi người phụ nữ này phát hiện ra cựu thành viên A Peace đã có bạn gái. Thậm chí, Hwang Do-hwan đã đăng ký kết hôn cùng với cô gái này. Bạn của A chia sẻ với truyền thông Nhật rằng cô ấy nhận ra anh ta đã có cả vợ và con từ lâu. Hwang Do-hwan thậm chí có con từ trước lúc tuyên bố rời nhóm vào năm 2018, anh ta đã lừa dối cả fan. Bạn của A cho biết, ngay trước ngày vợ sinh con, Hwang Do-hwan vẫn bỏ mặc vợ con ở nhà và ở lại nhà của A. Sau đó, A quyết định chia tay Hwang Do-hwan. Hai người duy trì quan hệ bạn bè, nam thần tượng còn hỏi ý kiến của A về việc rời nhóm. Quan hệ bạn bè đơn thuần của A và nam ca sĩ người Hàn kéo dài đến đầu năm 2019. Đến thời điểm này, hai người nảy sinh quan hệ dường chiếu và quyết định tiếp tục hẹn hò. Theo nguồn tin của The Bride, A không nghĩ bản thân có thể mang thai ở tuổi 43. Cô hoảng sợ khi suy nghĩ đến việc mình phải sinh và nuôi con một mình. Nguồn tin kể lại rằng, A cho rằng rất khó tự nuôi con, đặc biệt là khi cô ấy mắc bệnh mất ngủ lâu năm. Nếu mang thai, A sẽ không thể uống thuốc ngủ, không ngủ được, tâm trạng và sức khỏe của A sẽ rất tồi tệ. Về vấn đề trên, A thương lượng với Hwang Do-hwan và hai người quyết định sẽ đi phá thai. Tuy nhiên sau đó, A cảm thấy đau khổ và hối hận vì hành động phá thai. Cô gửi tin nhắn cho người tình với nội dung, tôi không muốn thấy cậu hạnh phúc. Cậu có thể nhìn thấy con mình lớn lên, còn tôi sau khi phá thai thì không thể làm được điều đó nữa rồi. Hwang Do-hwan đã gửi tin nhắn của A cho luật sư, cáo buộc A có hành vi đe dọa nam ca sĩ người Hàn. Vụ việc kéo dài một thời gian trước khi đạt được thỏa thuận hòa giải iFan. Thông tin thêm rằng, cựu thành viên A Peace đã bỏ ra số tiền 2.600 USD để hòa giải với người tình cũ. Trả lời The Bride, bạn của A tiết lộ rằng, cho đến năm ngoái, Hwang Do-hwan vẫn còn tự hào về việc bản thân có thể vừa giữ được hạnh phúc gia đình mà vẫn ngoại tình được với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Hwang Do-hwan sinh năm 1994, ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc A Peace vào năm 2011. Nhóm nhạc 21 thành viên này chủ yếu hoạt động ở thị trường Nhật Bản và trải qua nhiều lần thay đổi nhân sự. Năm 2018, Hwang Do-hwan tuyên bố rời nhóm và rút lui khỏi showbiz. Cựu thần tượng 26 tuổi không trở về Hàn Quốc mà ở lại tỉnh Chiba của Nhật Bản để làm công việc liên quan đến truyền thông. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúng mình là KBiz 24 giờ và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!